Thợ quay xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình vừa hoàn tất xong 4 cái bơm. Thì từ hôm rày mình cũng cứ nhận làm bơm la rai vậy đó. Anh em nào mà ở vùng núi, cái vùng mà có suối chảy rồi nó phù hợp với cái loại bơm này thì đặt thì mình cũng nhận làm gia công. Thì mỗi cái gì mình làm nhận làm mình tính tiền thì không có phải là sản xuất hay là gì đâu. Mình chỉ mua sắt rồi gia công cắt sắt thép rồi tiện vớt gì đó, xong rồi mình làm lại cho nó đúng với cái kích thước mà mình đã chia sẻ qua nhiều video đó. Thì những cái kích thước đó anh em nào mà muốn tự làm thì cũng coi cái kích thước đó làm thôi. Cái nguyên lý hoạt động của những cái bơm này thì nó cũng rất là dễ. Một cái đầu nước đó là nó có một cái dòng nước cao đó, từ 2 mét trở lên xối vô cái chỗ này đó, xối vô cái ống này thì cái ống này nó sẽ tuôn nước ra đây. Trong quá trình tuôn nước ra đây, ở trong nó có bít tông thì nó sẽ bị cái lực nước là đẩy tràn. Khi mà đẩy tràn lên tới mới mức mà nó đóng lại á, đó, nó đóng lại dày. Thì ở đây cái lớp B bên đây nè thì nó sẽ dồn nước đẩy lên phần bên đây. Thì nó đẩy lên phần đây xong rồi là cái này nó rớt xuống. Thì cái này rớt xuống rồi bắt đầu cái nước nó xả ra đây tiếp. Thì cái lớp B bên đây nó cũng đóng xuống để giữ nước lại. Thì nước nó cứ dồn lên và nó bị giữ ở ngay cái lớp B trong đây. Đó, rồi nước nó đẩy lên cái ống này để cho mình xài. Thì nguyên lý hoạt động với lại cái hiệu quả của nó thì mình cũng có chia sẻ qua nhiều video trước rồi. Video này thì mình cũng không có chia sẻ nữa tại vì nó cũng khá là mất thời gian. Công đoạn mà mình vừa thử mà vừa chia sẻ video á, mình quay phim á thì bị hư mấy cái điện thoại rồi. Nước nó tạt vô á, nhiều khi nó xối, nó gian dữ lắm. Rồi nó vô cái điện thoại cái nó bị mát thì cái mình sửa đi sửa lại rồi nó tiếc là nó bị hư hết xài được luôn. Cũng 2-3 cái rồi. Thì sau này mình làm bơm á, thì tăng cường cho mỗi cái bơm vậy nè là một cái đồng hồ. Khi mà mình gửi đi là mình sẽ gửi cái đồng hồ này ra rồi về anh em sẽ ráp cái đồng hồ này lại đó, tại vì cái đồng hồ này mà để như vậy thì nó dễ cấn rồi bị gãy lắm. Để mình tiện kiểm tra cái áp nước nó lên thì cái đồng hồ này nó nhiệm vụ nó cũng đơn giản thôi. Áp nước nó lên này mình coi mình biết nước nó có lên nó giữ ở ngay cái lớp B không. Nếu mà nó tụt nuốt xuống luôn á, lớp B nó không giữ thì mình dễ dàng mình biết rồi mình tháo lớp B ra để mình coi mình kiểm tra lại nó có bị kẹt bị cắn gì không. Nhưng mà đa phần thì lớp B này nó không có bị gì hết á, tại vì cái lực nước nó dồn mạnh lắm thì lớp B này nó ít khi nào mà nó bị là bị kẹt đồ này nọ bà. Rồi sau này mình làm bơm á thì về cái phần cái miếng da bơm là mình cho nó đi theo cái bê tông luôn. Hồi trước thì mình làm cái ron thì cái bê tông là bằng sắt, nó chỉ đạp lưng mà những cái miếng ron mỏng á thì nó chịu không có nổi. Sau này mình làm cái miếng cao su dày là một phân thì cái sức chịu lực đập của cái tấm cao su dày này nó bền hơn đó. Quá trình nó đóng mở thì nó cũng không có bị hư hỏng y như là mình cho nó đập trực tiếp vô miếng ron. Rồi hôm nay mình sẽ gói mấy cái bơm này gửi đi. Thì mỗi cái bơm vậy nè mình sẽ gửi theo cái mặt bít này luôn đó. Cái mặt bít này mình mua sẵn gửi theo luôn, về nhà cứ lấy bồ đông đó gắn vô thôi. Thì cái bơm này thì hiện tại thì lát nữa đi lấy mặt bít thì sẽ kèm vô sau đó. Như mấy cái bơm này đều có mặt bít hết. Mấy cái mặt bít này thấy nó vậy chứ giá nó cũng mắc lắm nha, 300 mấy một cái đó. Thấy nó bằng nhựa đơn giản vậy đó, tại vì cái này là cái loại tốt của hãng Bình Minh đó. Thì mình gửi kèm theo, khi mình gửi là mình sẽ nhét vô ngay giữa này nè đó, để cho tình trạng là nó không bị cắn rồi gãy vỡ. Bù đòn thì mình gắn sẵn vô hết rồi, về là anh em lấy mặt bít này rồi gắn vô là hoàn tất cái phần bơm. Còn ống áp gì thì anh em tự mua thì gắn vô, thấy cái nào phù hợp mua gắn vô. Những cái bơm mình làm xong thì mình có ghi ngày tháng để mà chụp hình mình gửi qua Zalo để cho anh em coi xem trước. Đó, như là cái bơm này là bơm hai đầu nè. Hồi trước thì mình làm thường là mình làm nhiều là bơm một đầu, nhưng mà anh này có nguồn nước mạnh á thì làm bơm hai đầu. Cái bơm hai đầu này thì cái đường nước nó chảy vô rồi nó sẽ chia ra hai ngã, thì nó sẽ thoát nước ra hai cái đầu bơm. Khi mà nó đóng lại một lượt á thì cái lực nước mà nó tràn ra nhiều thì nó ngưng lại á, thì nó sẽ dồn lên bên lớp B mạnh hơn thì nước lên rồi mình có nước mình xài nhiều hơn. Giờ thì mình sẽ gói trước cái bơm nhỏ này, rồi lát nữa tiếp tục gói luôn mấy cái bơm kia.
Bữa nay là mình sẽ gửi hết toàn bộ những cái bơm này luôn cho trống chỗ. Hôm nay thì mình vừa mới nhận được hai gói hàng. Một cái là cái ổ cứng di động. Đó, cái ổ cứng di động này là mình mua cái ổ cứng này là một TB là 1.000G á. Thì chủ yếu mình mua cái ổ cứng này để lưu trữ hình ảnh rồi thôi, chứ nó cũng không có công dụng gì nhiều. Nhưng mà có điều cái ổ cứng mà cái đời sau này á, nó làm thì xài nó bền hơn là ổ cứng hồi xưa. Đây, cái hình thức của nó thì y như là cái thẻ nhớ vậy đó. Chất lượng nó cao hơn mà nó gọn gàng hơn nữa. Hồi trước đây thì mình xài cái ổ cứng á, là ổ cứng này. Đó, mình thấy nó như vậy là cũng gọn rồi. Vào cái thời điểm mà hồi trước á, thì ổ cứng này ở trong á, là ở ngoài này nó là cái bóc. Còn ở trong là nó sẽ chứa một cái ổ cứng cơ. Đó, ổ cứng này cũng ổ cứng 1000G nè. Nó xài ổ cơ. Thì khi mà mình cắm vô, mình nghe nó chạy nghe rè rè. Đó, cái tiếng chạy á, là nó sẽ nhỏ hay lớn tùy theo cái tuổi thọ của ổ cứng. Nhưng mà ổ cứng này á, thì độ bền của nó thì không có bằng cái thằng này. Thằng này ở đó đi, là ổ cứng đời sau là nó không có cơ. Nó chỉ lưu trữ bằng bo mạch. Đó. Còn này thì nó có cái ổ đĩa ở đây. Thằng này thì đơn giản nó là một cái ổ cứng của laptop. À, hồi xưa gắn vô cái bóc thôi. Rồi nó hoạt động. Thì mình sẽ sao chép dữ liệu vô. Còn cái này thì cắm vô hình thức như thẻ nhớ vậy đó. Đi theo cái ổ cứng này thì người ta cho mình một cọng dây nè. Với là một cái đầu chuyển đổi. Cũng rất là tiện. Cái đầu dây này nó cần cái đầu chuyển đổi là nếu như mình xài những cái máy tính mà hồi xưa đó. Xài qua cổng USB thì mình phải cắm vô đây để mình chuyển đổi. Đó. Còn như những cái laptop mà đời sau này thì nó có đủ cổng Type-C nè. Có cổng nhét SIM vô đầy đủ thì mình không cần phải chuyển qua làm chi. Mình cứ cắm cổng Type-C thôi. Ổ cứng này thì rất là tiện. Anh em nào mà có thấy nó phù hợp á thì mua một cái. Lát nữa mình sẽ để cái link mua cái ổ cứng này ở dưới cái phần mô tả của video với là phần bình luận luôn. Mình ghim lên trên á. Cái này mình mua trên Shopee. Thì mình mua sao thì người ta gửi như vậy thôi. Có bảo hành đàng hoàng, bảo hành 3 năm. Nó rất là uy tín. Mấy cái shop trên Shopee bán cũng uy tín lắm. Mình chủ yếu mua cái ổ cứng này thì chỉ để lưu lại những cái hình ảnh á. Mai này lớn lên rồi con mình có coi lại. Đó. Hình ngồi ăn mì nè, ghê không? Đó. Với lại mình đặt một cái này là cái dụng cụ để gõ muỗng đó nha. Hồi trước mà mỗi khi mà chơi nhạc á, muốn gõ muỗng thì mình phải lấy hai cái muỗng rồi mình lật ngửa lại nhau vậy nè để mình gõ cho nó có cái tiếng lóc cóc này nè. Thì nó tóm lại đây là một cái nhạc cụ mình thấy là nó chỉ để phụ thôi. Chứ nếu đối với một cái nhạc cụ này mà mình ngồi mình chơi nguyên một băng mà ngồi nhậu xong mà ca mà gõ cái này lóc cóc thì nó tóm lại nó cũng hơi đơn điệu. Đó. Nhưng mà cái này mà nếu mà kết hợp với đàn guitar đồ thì nó sẽ tăng thêm cái phần vui nhộn ha. Nó có âm sắc thêm. Cái này khi mà mình mới mua về á thì mình thấy khoảng cách này nó hơi bị gần quá. Đó, mình bẻ để cho nó ở ra để mình tạo cái mình dỗ á, thì khoảng cách này nó xa xa đang chút nó kêu cái tiếng này nó lớn hơn ha. Thì mình cứ nhẩm nhẩm theo cái nhịp thôi. Đó. Ví dụ như giờ mình cao là một bản này ha. Anh hỏi em sao tình thường hay mang nhiều hận sâu đôi ngã chia lìa nhau. Đó thì cái nó đúng ra mình không cần phải kỹ thuật gì hết, mình chỉ cần gõ theo cái nhịp thôi là cũng được rồi. Ví dụ như con cài đàn guitar nữa hay gì đó thì mình lấy cái này mình phụ họa thêm, còn nếu mình ngồi gõ không này thì cũng đơn điệu đó nè. Thì mình gõ cái lòng bàn tay mình cong cong như này là cho nó có cái tiếng bộp bộp, nó bị bít hơi đó. Đó. Rồi mình gõ tới gõ luôn một hồi rồi cái tự nhiên nó quen à. Thì mình nào giờ cũng chưa có từng cầm cái này luôn, cũng mới đặt mua về rồi bữa nay cũng mới moi ra gõ nãy giờ thôi. Đó, nãy giờ mình cũng gõ tới gõ luôn chắc cũng cỡ nửa tiếng là nghe thấy ok đó. Mình gõ thêm vậy nè. Đó, nghe không? Về lại vô một khuôn. Nãy vô như vậy nè. Anh hỏi em sao tình hay mang nhiều hận sâu
tôi ngã chia lìa nhau khi mình đang say đắm hương yêu. Một ngày bên nhau cho ngàn sao cách trở để tình yêu. Đó, cứ theo cái nhịp vậy là một khuôn rồi, cứ vậy thôi. Rồi mình gõ, mà nếu mà nó quen tay nữa thì mình bắt đầu mình có thể mình biến tấu, mình gõ ở đâu cũng tùy. Thấy không? Đó. Thì nó tóm lại gõ tới gõ lui nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Cái này nó cũng rất là đơn giản. Đây. Giờ để mình kêu mẹ con ra hát bản rồi mình gõ cho cả nhà xem giải trí cho ha. Em ơi, ra hát bản đây. Em hỏi anh sao tình mình hay mang nhiều hận sâu, đôi ngã chia lìa nhau khi mình đang say đắm thương yêu. Một ngày bên nhau cho ngày sau cách trở, đường vào tình yêu nỗi vui tan trong vì nhớ. Anh hỏi em sao mình gần vui khi đời còn buồn, binh lửa đang còn kia bao người như ta sống ly tan. Mẹ già thương con đi tìm trong tiếng đàn, nhìn đêm đêm khóc trong cơn mê phũ phàng. Ôi những gì đẹp lòng nhau là khi đấng mẹ sống yên vui không lừa mau, trăng khuya lên khơi không pha màu, hòa châu sáng trên cao. Em ở kinh đô một lòng yêu anh và đợi chờ, anh ở bên thủy xa thương về em đang sống mơ phơ. Lại trời cho mưa trên đồng khô lắng đường, tình yêu hai đứa như hoa nở đúng mùa. Thấy chưa? Nói rồi. Rồi. Anh. Gì? Để xong rồi Phương. Rồi xong rồi. Em thấy anh gì không vô hết trơn. Vậy thôi còn gì nữa. Đó, vậy là đã hoàn thành một đoạn nhạc bài Hỏi Anh Hỏi Em. Thì mình cũng chỉ mới có mua về thì cũng mới có gõ tới gõ lui nãy giờ thì cũng mới làm quen với nó thôi. Mà thấy nó cũng đơn giản đây nha. Anh em nào mà có thích muốn mua thì mình chia sẻ cái link nha. Rồi bấm vô vô Shopee cái mua luôn. Thấy rồi nghe. Cái này chỉ hình như mình mua có 55 ngàn hay nhiêu à, rẻ. Thì anh em nào có thích đam mê âm nhạc á thì mua một cái để ăn nhậu hát hò cũng móc ra chơi cho vui. Rồi. Giờ Thợ Quê xin chào tạm biệt cả nhà nha. À, bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào một clip sau. Chào cả nhà.